Xin chào các bạn, hôm nay Sóng Tình Yêu sẽ cùng đến với các bạn trong một phần tư vấn dành cho một cụ ông. Cụ ấy hơn 70 tuổi rồi và cụ thắc mắc một điều là tại sao mà vào cái tuổi của cụ lại khó có thể tìm được người phụ nữ để mà kết tóc xe tơ hoặc là trở thành bạn già như vậy. Khi mà lúc cụ 50, 60 tuổi thì cụ tìm được rất là nhiều người phụ nữ nhưng mà rồi không ưng ý, rồi duyên nợ cũng không thành. Đến bây giờ cụ đã bước sang cái tuổi 70 và cũng muốn tìm một người coi như là nắm tay nhau chung bước về già. Tại sao cụ lại khó tìm như thế? Và dường như người phụ nữ lại chọn đối tượng có nhiều tiền bạc hoặc nhà cửa, thì cái mong muốn của người phụ nữ thì cụ không đáp ứng được. Thì cụ mới thắc mắc một điều là phải chăng những người như cụ sẽ không còn có cơ hội để bước đến với hạnh phúc nữa? Thì qua đây bản thân tôi cũng chia sẻ với các bạn là khán thính giả trong nước và ngoài nước, là nam giới, những cái vấn đề liên quan đến việc tại sao bạn lại khó tìm một người bạn đời nhé. Đứng ở độ tuổi của cụ thì có thể thấy rằng cũng khó để có thể tìm được một người đàn bà tiếp tục với cụ, bởi vì cụ ông này á, nguyên cả quãng thời gian thanh xuân cụ đã dành cho ai tất cả những điều tuyệt đẹp đó rồi. Còn cái giai đoạn từ 70 trở đi thì bệnh đau nè, ốm nè, rồi còn khó tính khó nết tuổi về già. Vậy thì ai sẽ là cái người chung tay cùng với người đàn ông đó sánh bước và gánh những cái phần gam go và khó ăn như thế, dùng cái từ như vậy cho chính xác. Khi mà tuổi xuân tất cả những gì đẹp đẽ thì người phụ nữ đến trước hưởng hết rồi. Và người phụ nữ từ cái giai đoạn mà 70 tuổi trở về sau, họ sẽ là ai? Họ sẽ là một người đàn bà chết chồng hoặc đã ly hôn. Còn nếu mà người phụ nữ mà trẻ trung hơn thì rõ ràng là tại sao họ lại phải chọn một người đàn ông như thế, khi mà mặt bằng chung họ có thể tìm kiếm được nhiều đối tượng tốt hơn một ông lão 70 tuổi. Đây là một cái thực tế mà chúng ta cần phải nhìn vào. Khi mà chúng ta muốn cùng ai đi đến một cái đoạn đường nào đó thì chúng ta phải có một cái cuộc hành trình cùng với họ. Ví dụ như thế này cho ông cụ dễ hiểu nè. Giả sử như ông cụ á, mà kết hôn với một người phụ nữ sướng vui có nhau thì lúc buồn khổ người ta cũng ở bên cạnh. Và đặc biệt tính của người phụ nữ đa phần, tôi nói đa phần, là người phụ nữ sẽ đồng cam cộng khổ với người đàn ông, hy sinh rất là nhiều cho người đàn ông. Bản thân người phụ nữ Việt Nam là tính cách tốt đẹp là như thế. Tuy nhiên khi mà các ông cụ đã ly hôn vào cái tuổi tầm 45 hoặc 50, sau đó vui chơi trượt dài trên cái con đường tình ái với rất là nhiều người phụ nữ và cho rằng bản thân mình chơi đi cho nó hết đời, hoặc là chơi đi kẻo muộn, hoặc là sau khi mà bỏ vợ thấy rằng ôi ngoài kia có thiếu gì người đàn bà ngon hơn vợ mình, nhưng mà rồi rong ruổi cả một cuộc đời vẫn thấy rằng không tìm thấy ai hy sinh tận tâm như cái người vợ nhà quê của mình cả, thì lúc đó mới nghĩ đến cái người đàn bà đã từng có nhiều năm tháng sống với mình. Bản thân ông cũng muốn quay lại với bà vợ nhưng mà bà vợ quá ngán ngẩm ông rồi. Người vợ thì cảm thấy quá mệt. Sau khi mà buông ông chồng ra, người vợ cũng cảm thấy nhẹ gánh, chính bản thân ông cũng cảm thấy nhẹ gánh. Người đàn ông và người đàn bà khi mà nghĩ đến cái chuyện ly hôn á, thì đối tượng người đàn bà dường như là không muốn ly hôn. Người ta rất là muốn níu kéo, người ta muốn xây dựng vun đắp. Nhưng mà trong một cái khoảng thời gian, nếu mà người đàn ông nó không thể thay đổi được thì người đàn bà đành phải buông tay. Nói là cắn răng chấp nhận đau khổ để buông tay. Nhưng mà người đàn ông á, thì trước lúc ly hôn họ hăng lắm. Họ không có nghĩ sâu, họ không có nghĩ đường dài, họ chỉ nghĩ là bây giờ dứt ra thì sẽ có một người thứ ba hoặc là một người đàn bà nào đó sẵn sàng đến với ông ta, yêu thương ông ta hơn, tốt đẹp hơn vợ ông ta trước đây. Và điều đó ông nhìn thấy rõ ràng mà. Người phụ nữ kia đang cố chứng tỏ những cái điều tốt đẹp hơn vợ. Anh về với em đi, anh sẽ được hạnh phúc hơn. Anh về với em đi, anh sẽ được những cái điều như thế này, em sẽ làm những cái này cho anh. Dường như người đàn ông cũng mê mờ vì những cái lời nói đó. Thế nên là người đàn ông dễ dàng buông bỏ gia đình của mình, và cái tâm lý cái tôi tự ái của người đàn ông á, trong lúc mà bị vợ có những hành vi thái độ lời nói tiêu cực trong quá trình mà sắp diễn ra ly hôn á, thì thúc đẩy người đàn ông nhanh chóng hơn để rời bỏ gia đình. Đó chính là việc người đàn ông không ngại ngùng gì mà vứt cho xong, gọi là trút đi cái gánh nặng hôn nhân. Nhưng mà sau khi mà ly hôn xong á, thì người đàn ông khá là bình tĩnh. Vì người phụ nữ và người đàn ông khác nhau ở điểm này các bạn. Người đàn bà thì yêu người đàn ông trong giai đoạn khi tồn tại cùng với họ, còn đàn ông thì đa phần là yêu người phụ nữ khi mà không có được người phụ nữ đó. Các bạn có hiểu điều này không? Đó chính là lý do vì sao
mà người tình cũ thường hay quay trở lại với các bạn trong những cái giai đoạn mà họ không có được người đàn bà đó trong cuộc đời. Tính ra người đàn ông vẫn có cái thâm thù dai hơn người phụ nữ, và người đàn ông ích kỷ hơn người phụ nữ, cũng như là người đàn ông hiếu thắng hơn người phụ nữ. Và những cái gì mà không có được trong đời của người đàn ông thường là người đàn ông sẽ muốn có cho bằng được. Thế nên là đối với những cái mối tình mà không có được của người đàn ông xem đó như là một thất bại trong cuộc đời mình. Người đàn ông cứ muốn đeo đuổi theo và muốn lấy được cái đó, hoặc là khi mà người đàn ông cho rằng cái tình cảm đó là thuộc về họ, họ tin tưởng cái người phụ nữ đó, họ dồn đắp cho người phụ nữ đó, rồi bất chợt người thứ ba đó phủi tay, hoặc là người đó không đến với họ khi mà họ đã bỏ hôn nhân, thì cái sự hối hận trong họ vẫn tồn tại. Nhưng mà nói quay về với một người vợ để mà nói là xin lỗi thì rất là khó. Và dường như cũng có những người đàn ông muốn làm điều đó rồi cho vợ của mình, nhưng mà người vợ đó lại không chấp nhận. Chính vì tiến đến không được mà quay nuôi không xong, bồ cũng mất mà vợ cũng bỏ. Thế nên là người đàn ông đó trượt dài trong con đường tìm kiếm một người bạn cùng với mình. Nhưng khi mà trải qua những gian nan trong cuộc sống, rồi những thăng trầm trong tình ái, thì người đàn ông mới nhận ra một điều như thế này các bạn. Tìm được một đối tượng để yêu thương, để đi cùng và sống chung với mình quả là một điều không dễ dàng. Và trong cuộc sống của chúng ta, tại sao mà tôi cũng khuyên các bạn chớ nên vội bỏ chồng, vì sao? Vì cái gì các bạn cũng có thể tìm kiếm được một cách dễ dàng nha. Cái gì các bạn cũng tìm kiếm được một cách dễ dàng. Riêng tình yêu, người yêu và đối tượng để các bạn yêu được á, các bạn tìm rất là khó, rất là lâu. Tôi đã có một cái khoảng thời gian gần 10 năm sống độc thân sau khi ly hôn mà tôi mới tìm được một người coi như là vừa ý nhất. Các bạn hiểu không? Tức là mình không sống ở trong cái dạng chộp giật, tức là mình vẫn luôn tìm được đối tượng, nhưng đó không phải là đối tượng để mà mình nghĩ đến cái chuyện là mình sẽ kết hôn hoặc là mình sẽ xây dựng hôn nhân với đối tượng đó. Các bạn hiểu không? Tức là khi mà mình sau khi ly hôn sẽ có một cái cuộc sống chất lượng thì mình phải từ từ tìm kiếm đúng đối tượng đó, và mình xây đắp cái mối tình với đối tượng đó. Nếu mà đối tượng đó có mong muốn là kết hôn thì chúng ta tìm hiểu kỹ đối tượng đó, xem người đó có gia đình hay chưa, có mắc nợ nần gì hay chưa, rồi người đó có bệnh tật nan y gì hay không, cũng như là người đó có những cái vấn đề khúc mắc con rơi hay là mấy dòng con hay như thế nào. Cái đó cũng là cái vấn đề các bạn cần phải quan tâm. Rồi người đó có nợ ai hay không, người đó có nghiện một cái loại gì đó hay không. Nghiện loại đây là người trí thức thì nghiện Bitcoin, kỹ thuật số, đó là một cái hệ dạng ăn thua bay rủi. Đương nhiên vẫn có người đầu tư vào đó và ăn lời, tất nhiên là đầu của họ là những suất tăng lớn rồi. Mình là cá cơm thì chúng ta chỉ bơm vào mồi cá mập thôi, làm cho cá mập mập thêm, còn cá cơm loe ngoe thì rõ ràng là chỉ có thua chí những cái con cá mập. Đấy cũng là một cái điều mà các bạn cũng cần phải chú ý. Khi mà các bạn sống trong một cuộc sống đương đại như bây giờ, rất là nhiều cám dỗ, khi mà công nghệ này, mở máy internet ra hoặc là điện thoại ra, phim sách đầy ra đó, thì cái sự khống chế bản thân mình trước những sự cám dỗ đó có hay là không? Và người ta đưa đến cho nhau quá nhiều cơ hội quen biết, hoặc là nhiều cám dỗ về tiền bạc hoặc tình dục, nó dễ dàng quá đi, khiến cho người ta có nhiều sự lựa chọn và cái lòng chung thủy của con người ta bị dao động. Rất là hy vọng rằng xã hội đừng xem lòng chung thủy như một cái món hàng hoặc là một điều gì đó thật là xa xỉ mà khó có người đạt được, thì điều này rất là tệ hại cho một xã hội các bạn. Nó phá vỡ đi tất cả mọi cái nề nếp truyền thống vẻ đẹp của con người Việt Nam, cũng làm cho rất là nhiều người trong giới trẻ không còn tin vào tình yêu, hoặc là không còn tin vào những cái vẻ đẹp trong cuộc sống nữa. Đến với các bạn tôi cũng muốn chia sẻ một điều như sau, cũng như ông cụ ở đây cũng vậy, để ông cụ nhìn thấy rằng quãng thời gian á, mình cho đi cái gì thì mình cũng nhận lại cái đó. Nó cũng là một cái quy luật hết sức là nhân quả, nó lại mang cái tính nhân bản nữa. Khi mà mình gieo vào không gian một tiếng vọng thì mình nhận lại mấy tiếng vọng nữa. Thế nên là mình cứ tính đến cái được của mình mà không tính đến cái được của người. Mình chỉ muốn ở trên cơ người, mình chỉ muốn lấy được cái gì đẹp đẽ thôi, mình ăn nước mỡ cho nó ngon. Chứ còn những cái gì mà không ngon thì mình để cho người khác, thì rõ ràng là người khác cũng đâu có ngu để mà lao vào để nhận lãnh những cái điều thiệt thòi cho họ. Với một người phụ nữ vào cái tầm tuổi như cụ 70 thì họ cũng có thể là còn minh mẫn, nhưng mà đứng trước cái ngưỡng cửa cả hai người cùng bệnh với một cái số tiền nhỏ nhoi thì rõ ràng người ta cũng không cảm thấy an tâm khi mà đến cùng với ông cụ. Bước đến một cái môi trường nào đó mà thấy ông cụ vướng bận con cháu
Thì một bà cụ mà không vướng bận con cháu, chẳng lẽ bà cụ đấy bây giờ lại trở thành ô sin cho ông cụ rồi làm ô sin cho con của ông cụ nữa. Đó. Đấy là những vấn đề mà đáng lẽ ông cụ từ lúc còn trẻ 50 60 phải xây dựng lại một gia đình vào thời điểm đó và tìm được cái đối tượng đúng ý mình để mà mình có thể kết hợp với họ ngay tại thời điểm mà mình có thể đem đến cho họ những giây phút ngọt ngào. Còn bây giờ vào cái tuổi 70 mà tìm một đối tượng nắm tay mình đi hết đoạn đường đời dường như nó đắng quá. Cái giai đoạn đó, cái hành trình đó nó đắng quá. Mà bạn chưa cho người ta hưởng được một cái chút ngọt ngào nào. Bây giờ đưa vào cái giai đoạn mà già, bệnh tật, chăm sóc gần như là muốn đột quỵ hoặc là suy tim, yếu thận, gan, bục rồi thì rõ ràng đây là một giai đoạn rất là chua. Nên là chua ăn như vậy thì đâu có phải ai cũng dễ dàng lao đến để mà cần cái chút tình già để mà rồi phà vào mặt nhau những cái vấn đề như thế đâu. Rất là nan giải. Thế nên là việc mà tìm những cái đối tượng khi mà 70 tuổi trở đi rất là khó. Thế nên là qua video lần này của tôi cũng muốn chia sẻ đến các cụ ông, những người đang có cái nhu cầu tìm bạn tình, bạn đời về già để mà nắm tay nhau về già. Nếu mà cụ nào mà mất vợ vào cái tuổi 70 trở đi thì tôi không nói. Nhưng mà với những cụ ông mà ly hôn vào tầm 50 tuổi bây giờ, 60 tuổi bây giờ mà không tìm cho mình một đối tượng bạn đời để có thể sống với họ 5, 7 năm tốt đẹp, để mà vun đắp những điều tốt đẹp trước khi mà bước vào cái ngưỡng cửa 70 đó, thì khó có thể tìm được một ai đó 70 tuổi lao vào với ông để mà rồi ôm cái thân già bệnh tật để dẫn ông đi khám bệnh, để mà săn sóc cho ông, để mà nấu cháo, để mà cùng với ông nói về những cái chuyện ngày xưa rồi, hoặc là sống một đời còn vài năm hoặc vài chục năm về sau. Thì cái giai đoạn đó là giai đoạn cuối đời rồi, nó rất là đắng. Đa phần người ta sẽ cũng biết tìm những cái gì có lợi cho mình. Mối quan hệ tương sinh là cái điều cần thiết, nhưng mà để tìm một người tương sinh với mình mà tốt đẹp thì phải có một cái nền tảng cơ bản xây dựng trước đó, thì mình mới có thể tiếp tục cùng với họ duy trì một cái cuộc sống về sau có ngọt, có bùi, có đắng, có cay thì nó mới là hợp lệ. Tự nhiên bây giờ mình hưởng hết cái ngọt rồi, bây giờ còn cái quả đắng. Mình hỏi có ai vào đây ăn quả đắng cùng với tôi không? À, với một cái lời đề nghị như vậy, tôi nghĩ rằng rất là khó có một người phụ nữ bước vào với ông cụ để mà hưởng những cái điều đắng cay đó. Tuy nhiên vẫn có một số trường hợp, ví dụ như ông cụ nhiều tiền, ông cụ cũng muốn tìm một đối tượng nào đó, thì tôi nghĩ là khả năng cao thì vẫn được hơn. Vẫn có những người vì tiền mà đến với ông cụ, hoặc là vì một chút nguồn lợi dưỡng trong cuộc sống mà đến với ông cụ. Tuy nhiên vẫn có những người vì tiền mà trong tiền nó có tâm, thì đối tượng đó vẫn là đối tượng sáng giá mà ông cụ hướng đến. Thì cuộc đời là những cuộc tìm kiếm, rượt đuổi. Có nhiều người đi tìm, rồi có nhiều người lẩn trốn. Có nhiều người cũng muốn đến với mình nhưng mình lại không thích. Có những người mình thích thì họ lại không đến với mình. Thế nên là thời gian còn dài với ông cụ, thì ông cụ cứ tìm kiếm trên các trang mạng. Hy vọng rằng ở đâu đó vẫn có người phụ nữ có cái nhu cầu phù hợp với ông cụ, thì ông cụ sẽ cảm thấy bớt cô đơn, bớt buồn hơn. Nhưng mà tôi cũng chia sẻ với ông cụ rằng vào cái tuổi 70 nếu có tiền, ông cụ sẽ là một lợi thế. Đương nhiên không phải người phụ nữ nào cũng nhắm đến đồng tiền, nhưng mà đến cái giai đoạn đó cần phải sử dụng tiền rất là nhiều cho những cái vấn đề chi phí về viện phí, hoặc là có những cái chuyến đi chơi ngắn để cho ông cụ và một bà cụ nào đó, hoặc là một cái cô nào đó mà chấp nhận ở bên cạnh ông cụ, chăm sóc ông cụ, thì đấy cũng là một cái phần mà ông cụ nghĩ đến. Tuy nhiên trong tình huống ông cụ 70 tuổi mà có một đống tài sản, thì con cái của những người như thế họ cũng rất là sợ đối tượng kia sẽ vào phân chia tài sản hoặc là muốn lấy tài sản. Thế nên là có một số ông cụ bà cụ á, thì ngay từ bước đầu đã rạch ròi với nhau về vấn đề tiền bạc, nó cũng làm cho cái mối quan hệ đó trở nên sứt mẻ. Tiền thì cũng rất là cần thiết, tình cũng là một cái điều người ta đi tìm cả đời không có được. Vậy thì chúng ta khi mà đã thích một ai rồi thì chúng ta chấp nhận những cái điều mà chúng ta để có được cái đối tượng đó. Tuy nhiên khi mà sống cùng với nhau thì tiền không phải là vấn đề chính yếu, vì có rất là nhiều người có tiền mà chẳng được hạnh phúc, người ta cũng bỏ nhau vì tiền nữa mà. Vấn đề ở đây là ông cũng nên mở rộng cái mối tìm kiếm ở một số các vùng quê, hoặc là ông phải định rõ ra cái đối tượng người phụ nữ như thế nào hợp với mình để tránh mất thời gian cũng như là
tìm đúng đối tượng mà ông cần ông nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần chia sẻ của tôi. Tuy nhiên, nếu mà người phụ nữ nào trên 70 tuổi mà có nhu cầu quen biết với ông á, thì hãy liên hệ với tôi để tôi có thể kết nối hoặc là giới thiệu. Rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần tư vấn của tôi trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những phần chia sẻ sau.